tiếp tục làm tiếp. Rồi, ok nhé. Rồi, xin chào các bạn nhé. Đây là cái phần 3 trong cái video chia sẻ về Zikup. Thì lần này video này thì lần trước mình đã chia sẻ chủ yếu là tập trung về công ty và sản phẩm công ty rồi. Lần này sẽ chia sẻ về cái chương trình ưu đãi của công ty dành cho chúng ta nếu như chúng ta quyết định là người tham gia kinh doanh với Zikup, không phải là người mua hàng đơn thuần nữa mà sẽ là người kinh doanh với Zikup, thì sẽ có những điều tốt sau đây. Là chương trình ưu đãi là toàn cầu, và lời hứa thứ nhất là số tiền ưu đãi tối đa theo luật. Luật là gì? Luật là khi công ty nào họ làm việc thì họ đều phải có cái chế tài của nhà nước kiểm soát họ, đúng không? Công ty nào không tốt là nhà nước sẽ phạt, đúng không, và nó sẽ không cho kinh doanh. Thế cho nên là cái số tiền ưu đãi này họ phải được, đúng không, tuân thủ cái tỷ lệ của nhà nước đó. Họ đăng ký kinh doanh với nhà nước như nào, họ phải áp dụng cho những thành viên đối tượng liên kết và đối tượng đối tác của công ty như thế. Rồi, tham gia kinh doanh là phải hỗ trợ nhau, và nền tảng là gì? Cân bằng hay công bằng? Công bằng nhá. Rồi thì mục tiêu là một máy chủ và đi ra toàn cầu. Mục tiêu này là toàn cầu hóa lĩnh vực kinh doanh, vận hành hệ thống một cách thích hợp, và triết lý của công ty sứ mệnh thế giới là toàn cầu văn hóa công nghệ của Zikup, cam kết phát triển cộng đồng ở mỗi quốc gia toàn cầu nha. Các bạn nhớ là tính chất của Zikup thì toàn cầu. Mục tiêu là một máy chủ vươn ra toàn cầu, hợp tác hệ thống theo một cái chương trình tiến triển rất là phát triển. Tiếp theo là chương trình ưu đãi này, ta sẽ nghiên cứu đầy đủ. Có thể là các bạn sẽ xem được những cái chương trình này của những người khác, thì các bạn cũng có thể xem phụ lục nha. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu hiểu một số thuật ngữ mà công ty đặt ra thì trả thưởng cho anh em tham gia, cho bà con tham gia nhé. Thứ nhất là về các thuật ngữ BV, ta đã được biết qua cái đầu. BV thực ra là một cái điểm điểm mà người ta thì gọi là BV, công ty đa cấp nào cũng cũng gọi như vậy, cái BV nha. Giá trị điểm cho phần thưởng được xếp hạng thì ở đây sẽ tính một BV bằng một USD, tức là một BV bằng một đô la Mỹ. Thế tại sao không viết là USD luôn đi? Nếu mà ta viết USD thì nó sẽ mang tính chất Mỹ quá nhá. BV thì nó mang cái tính chất riêng của công ty, bị quy đổi thành BV nó sẽ dễ như vậy. Ta cứ hiểu một BV là bằng một USD nhá. Rồi, thành viên tiêu dùng là tư cách thành viên tiêu dùng thì chỉ là để mua sản phẩm thôi, đúng không? Có rất nhiều họ họ không kinh doanh, tôi biết đến công ty, tôi thấy sản phẩm công ty tốt thì tôi dùng thôi, tôi không kinh doanh. Thế nhưng mà người nào kinh doanh thì sẽ là gọi là thành viên nhé, thành viên kinh doanh. Thành viên kinh doanh thì sẽ được nhận tiền hoa hồng và được mua các sản phẩm. Thì các bạn đăng ký làm thành viên tiêu dùng ấy, nếu như các bạn mua của mình thì mình sẽ bán cho các bạn với giá là 120.000 một cái hộp kem đánh răng hả, một cái bàn chải đánh răng mình sẽ bán 120.000, nhưng thực tế mình lấy của công ty chỉ được 90.000 thôi, được giảm 30.000. Tức là một cái sản phẩm ấy, thì họ sẽ giảm từ 25 đến 30% dành cho thành viên, bởi vì các bạn mua sản phẩm qua công ty ấy, và qua sự giới thiệu của mình, qua cái mã giới thiệu của mình ấy, thì mình đã được tính điểm rồi, mình đã được tích điểm rồi, mình được tích điểm, và cái điểm đấy cũng là một cái công ty trả lương cho mình rồi, trả lại hoa hồng cho mình rồi, thì gọi là hoa hồng. Đúng rồi, thì cái điểm thưởng, cái tiền thưởng của mình cũng sẽ được tích lũy, nên là mình cũng mong là các bạn nào chưa biết gì cũng thì bạn sẽ ủng hộ cho cái mã của mình một chút nha. Mình kêu gọi các bạn là với lời với ước mong là các bạn sẽ ủng hộ mình như một lời cảm ơn. Đó, thành viên sẽ được nhận tiền thưởng bằng cách là áp dụng kế hoạch mua và ưu đãi sản phẩm. Thì thực ra đấy, nó cái này thì nó khó hiểu, là các bạn mua cái sản phẩm này thì các bạn dùng không hết là bán cho người khác thì bạn được lãi chứ thôi nha. Rồi, cái tiền hoa hồng thứ hai là các bạn sẽ được trả cái tiền giới thiệu, trả cái tiền giới thiệu. Ví dụ như là một cái người A này được bạn giới thiệu vào Zikup, và người đó mua một cái món hàng nào đó, thì các bạn sẽ được hưởng một cái khoản hoa hồng, gọi là hoa hồng giới thiệu, và không phải hưởng một lần nhé, hưởng rất nhiều lần. Cứ lần nào họ mua là các bạn được hưởng hoa hồng, và trong khi đó là được được cả điểm tích điểm nữa nhé. Rồi, thành viên hỗ trợ thứ cấp, hỗ trợ tức là khi mà cái người nào mà người ta vào công ty, người ta muốn kinh doanh, các bạn giúp đỡ họ họ kinh doanh có thành tích thì các bạn cũng sẽ có thành tích nhé, có thành tích đã giúp đỡ cho người ta.
Rồi, đặt hàng tự động và mua trả giao hàng tự động hết, tức là khi các bạn giới thiệu người ta mua hàng, giới thiệu người ta đến với công ty, các bạn không phải là mua hàng của người ta, các bạn không phải đóng gói, không phải các bạn chỉ là một công giới thiệu thôi nhé. Họ tự làm việc công ty vì các bạn không có gì để bán cả mà công ty mới bán hàng. Thành viên tiêu dùng là tham gia nhé, tham gia mua hàng, đó là điều rất bình thường. Tiếp theo là phần thưởng còn lại của nhóm là phần thưởng tối thiểu. À, ở đây là cái này thì mình sẽ gọi là chia sẻ với các bạn sâu hơn ở cái mục bên dưới. Ở đây là cái yêu cầu của công ty với những người kinh doanh lâu năm. Rồi ở đây sẽ nhìn thấy năm loại thành viên cơ bản. Thế là beginner, member, GBO, one star, two star. Beginner là người đăng ký làm thành viên không mất đồng nào, họ chỉ vào để xem sản phẩm có phù hợp với mình thì họ mua hay không. Thì đây một cái beginner là người mới bắt đầu, họ mới được giới thiệu đến vào công ty, họ đăng ký làm thành viên nhưng họ chưa mua sản phẩm, chưa làm cái gì, họ không phải làm gì công ty, họ chỉ vào để xem sản phẩm thôi, đăng ký thành viên để lấy mã để xem sản phẩm thôi. Đấy, họ mua hay không mua hay mà không làm gì đến việc họ, nên là không có BB thì gọi là beginner là người mới bắt đầu. Member là thành viên chính thức, người này là người mua một cái đơn hàng nhỏ hơn 20 BB, tức là nhỏ hơn 1 BB thì bằng 1 đô la nhỉ, 1 BB 1 đô la đúng không? Đấy, còn là tức là một cái đơn hàng nhỏ hơn 20 đô la, một đơn hàng nhỏ hơn 20 đô la thì không biết là mua cái gì, tùy cả cái bạn mua cái bàn chải đánh răng hay một cái gì đó rất là ít tiền cũng được, nhưng mà đã là mua thì bạn sẽ trở thành thành viên. Cái này là không thể thành viên nhé, cái 1 BB là thành viên. Rồi tiếp theo là CBO là thành viên có hiệu suất 4 tuần gần nhất, tức là cái thành viên này là người đã mua hơn 20 BB nhé, và cái này được tích lũy để trở nên 2 star. Còn cái BB mà các bạn mua đấy nó không mất đi, mà khi bạn mua nó sẽ ở đó mãi mãi, nó sẽ tăng lên 500, 1000 thì các bạn cứ thích sản phẩm của bạn dùng năm này qua các khác, thì cái này là thành viên 1 star 1 sao. Đấy, thì đây là tích lũy trở lên. Tiếp theo là 2 star tích lũy trở lên, 2 star mua càng nhiều thì cái điểm tích lũy càng nhiều, cái BB nó tính theo điểm mua, gọi là tôi mua. Đấy, nó giống như là các bạn đi mua ở Vinmart hay là mua ở những cái siêu thị nào đấy, những cái cửa hàng, những cái công ty đó họ cho bạn cái thẻ, thì khi bạn mua bạn tích điểm vào cái thẻ đó, lần sau các bạn mua một cái sản phẩm, một cái mặt hàng nào khác tại cái cửa hàng, tại cái công ty đó thì nó sẽ giảm giá đi, bởi vì trước đây bạn đã mua rồi, thì cái này nó cũng giống như vậy, cái điểm BB này cũng giống như vậy, nó tính và nó giảm giá đi và thưởng rồi hoa hồng các thứ nó chia cho bạn qua cái BB này. Tiếp theo là các loại trả thưởng này, ở đây chúng ta sẽ thấy là giá tiêu dùng trừ giá thành viên, thành doanh thu bán hàng. Đấy, tiền thưởng này, doanh thu bán hàng, sell bonus. Thì cái này nó là như thế này, cái này nó là khi các bạn mua một cái sản phẩm nào đó thì các bạn đều bằng mua bằng giá thành viên, ví dụ như cái này nó 200.000 chẳng hạn, nhưng bạn mua giá thành viên nó chỉ có 100 mấy thôi. Thế và khi các bạn bán ra với giá 200.000 thì các bạn được lại, nó thì gọi là doanh thu bán hàng. Thì cái này nó rơi khoảng 30% một sản phẩm, lãi của nó là 30%. Ai cũng được cái này, ai cũng được hết nhé. Rồi tiếp theo sẽ nghiên cứu cái thứ hai, tiền thưởng giới thiệu. Thì mình đã nói rồi, khi bạn giới thiệu một thành viên vào cái công ty mà họ mua cái gì đó thì bạn sẽ được 10%. Ví dụ như họ mua cái đơn hàng 1 triệu, bạn được 100.000, của công ty sẽ chia hồng cho bạn, cảm ơn bạn đã giới thiệu cho công ty. Và cái này nó giống như vậy thôi, nó giống như là các bạn dẫn một cái người nào đó đi vào một cái siêu thị của Vin hay một siêu thị nào đó mua hàng. Thế nhưng mà cái người bạn ấy mà bạn dẫn vào đấy mua tại cửa hàng đó thì cái cửa hàng đó họ không hề chia hoa hồng cho bạn, không hề cảm ơn bạn một cái gì cả, một đồng nào cả. Thế nhưng mà đến với Zikup thì bạn sẽ được cảm ơn là 10%, đúng không? Cảm ơn 10%, bởi vì Zikup không hề có cửa hàng bán hàng của công ty, chỉ bán online thôi nhá. Thì đây là cảm ơn cho người giới thiệu là 10%. Người nào mà người ta mua trên 1.000 BB ấy, mua một cái đơn hàng rất nhiều tiền thì bạn sẽ được 20% nhé. Nhưng mà thường thì ít khách hàng mua đơn hàng đắt như vậy, họ chỉ mua dưới thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái loại
hoa hồng hoặc là tiền thưởng khác mà công ty dành cho chúng ta. Chúng ta đã nghiên cứu rồi, thứ nhất là được hoa hồng bán hàng trực tiếp được 3%, lấy rẻ bán đắt là 3%. Rồi hoa hồng thứ hai đó là lời cảm ơn khi bạn giới thiệu người khác mua hàng cho công ty là 10%. Rồi hoa hồng thứ ba là một loại hoa hồng là mang tính chất đa cấp. Nó mang tính chất đa cấp đó là tiền thưởng hỗ trợ, nó gọi là team bonus. Team bonus là gì? Đó là một cái khi mà các bạn giới thiệu cho hai người vào công ty thì nó sẽ có bên trái và bên phải, con nhìn thấy hai cái màu đỏ này, bên trái bên phải, thì là khi này là các bạn sẽ được hưởng cái tiền thưởng giống như một người làm lĩnh vực MLM, làm lĩnh vực đa cấp. Đó là giả sử như các bạn giới thiệu là hai người, một người các bạn đặt bên trái, một người các bạn đặt bên phải, thì cái bên trái này là luôn luôn có những người họ đã làm trước rồi, làm trước, họ giới thiệu những người trước, nó sẽ cứ chảy xuống đây, nó sẽ chảy đây, vì đây là sơ đồ nhị phân, sơ đồ hai chân, nó không chảy đâu được, nó không lan tỏa ra xung quanh như sơ đồ mặt trời là tỏa ra mọi nơi, nhưng mà cái sơ đồ nhị phân nó chỉ rơi xuống chân thôi, kiểu gì rơi xuống chân, nhưng mà nó chỉ rơi vào phía chân bên trái thôi, nó không là rơi xuống bên phải. Bên phải là các bạn phải phải giới thiệu trực tiếp, các bạn là người giới thiệu trực tiếp, còn cái bên trái là của hàng những người khác. Đấy. Nhưng mà khi các bạn được thưởng ấy, thì sẽ là được thưởng do sự so sánh. Sự so sánh đó là gì? Đó là cái bên trái này lúc nào nó sẽ nhiều hơn, thường là sẽ thế. Thế nhưng mà nên là các bạn sẽ được hưởng cái phần bên nhỏ này, tức là phần các bạn làm ra, tức là bên trái các bạn không được nhận, bởi vì cái này là các bạn có làm ra đâu. Đó, người khác người ta làm trước, người ta vứt vào bên trái và chỉ vứt được bên trái, nó không vứt được bên phải. Nhưng mà các bạn giới thiệu được cái người khác thì bạn sẽ được quyền vứt bên phải. Và đây là cái hoa hồng này nó sẽ tính vào đây, tức là tính vào nhóm, team là nhóm. Thì khi các bạn giới thiệu được cái nhóm làm việc ở bên phía bên phải này rồi ấy, những người các bạn giới thiệu và các bạn đặt vào bên phải này, họ ở cái mã của bạn và ở bên phải của bạn ấy, thì khi họ mua hàng ấy được bao nhiêu thì họ nó sẽ tính bằng cái BV này. Tất nhiên là các bạn đã được được cái giới thiệu, tiền thưởng giới thiệu, tất nhiên là các bạn được cái tiền thưởng giới thiệu này, cái tiền thưởng giới thiệu này các bạn vẫn được nhé, nhưng mà các bạn được thêm một cái tiền thưởng, tiền hoa hồng nữa, đó là cái nhóm các bạn xây dựng ra này được bao nhiêu điểm, được bao nhiêu điểm thì các bạn sẽ được 12%, 12%. Ví dụ là được 2.000 điểm, tức là 2.000 đô la đúng không, thì các bạn được 12% là 240 đô la, ví dụ như vậy. Đấy là có một cái tiền thưởng, có cái tiền thưởng nhóm, tiền thưởng nhóm làm việc, vì bạn phải giúp đỡ người ta đến với công ty rồi xây dựng nhóm rồi xây dựng hệ thống, mà cái này nó là như vậy, MLM là xây dựng hệ thống thì được thưởng phần trăm hệ thống. Rồi tuần thứ hai các bạn sẽ được thưởng phần trăm hệ thống, thì bạn sẽ thấy là cái tuần thứ hai này nó sẽ được tính như lần thứ nhất vẫn là 12%, đấy, nhưng mà các bạn sẽ thấy là cái lần các bạn sẽ thấy là đây này, 1.000 điểm này là 1.000 điểm tích lũy và nó sẽ được cộng vào đây, tức là 1.000 điểm này không mất đi. Ở đây các bạn sẽ thấy này, bên này là 3.000, bên này 2.000 đúng không? Tuần thứ nhất là bên này 3.000, bên này 2.000, thì các bạn còn dư 1.000 điểm của cái chân bên trái. Còn cái chân bên phải này, còn chân bên phải nó sẽ bị vất đi, cân cân bằng nhau, nó sẽ bị mất đi đúng không? Thì chỉ có bên trái nào thừa thôi, thì nó sẽ cộng vào tháng sau. Tháng sau thì không là các bạn nhận cái 2.800 bên trái, mặc dù bên trái yếu hơn bên phải. À, lúc này bên phải các bạn to hơn nhưng mà bạn vẫn được nhận phần to hơn. Thì đây là cái cách tính của Z-Cup. Thứ hai là chúng ta sẽ được một cái loại phần thưởng, một cái loại hoa hồng nữa. À, chúng ta được hoa hồng của nhóm rồi, bây giờ là cái hoa hồng của thành viên 2 sao, thành viên 2 sao, thành viên 2 star. Thành viên 2 star là thành viên gì nhỉ? Là thành viên mua một cái đơn hàng, bản thân họ đã mua một cái đơn hàng là 1.000 điểm BV, tương đương là 1.000 đô la, thành viên 2 star. Thì thành viên này sẽ được 15% giới thiệu này, 10% giới thiệu và 5% giới thiệu. Ở đây là 15% F1, 10% F2 và 5% F3. Thì những người mà làm MLM lâu rồi thì rất hiểu F1, F2, F3 là gì. F1, F2, F3 là như thế này. Khi các bạn giới thiệu cho cái anh điều khiển này, anh làm việc và anh ấy được 100 đô tiền lương, 100 đô tiền lương, thì các bạn được 15 đô tiền lương của anh ấy nha. Cái người đấy vẫn nhận đủ 100, nhưng mà còn riêng các bạn sẽ được thêm 15 đô nha. Vẫn là các bạn không phải trừ người ta, mà ý là các bạn được 15% trên 100 đô của người ta. Đấy, 15% tức là các bạn nhận 15 đô, họ vẫn nhận 100, còn các bạn vẫn nhận được 15 đô. Đấy là cái người mà bạn giới thiệu ra.
Thế còn cái anh điều khiển này, anh lại giới thiệu ra cái anh bút chì này. Đấy, anh bút chì này làm cũng được 100 đô. Các bạn chẳng biết anh bút chì là ai cả, chỉ anh điều khiển là biết anh bút chì thôi. Thì các bạn vẫn được 10% nha. Các bạn vẫn được 10%. Các bạn vẫn được 10%, tức là 10 đô, 10 đô. Anh bút chì này nhận được 100 đô thì nghiễm nhiên bạn nhận thêm được 10 đô. Tiếp theo là anh bút chì này giới thiệu ra một cái anh thứ ba. Đấy, là cái anh cốc này, anh cốc này. Anh ấy được một cái khoản lương, một cái khoản hoa hồng 100 đô chẳng hạn, thì bạn lại được 5 đô. Thế thì cộng cả ba anh này là anh đến sau bạn, là anh đến sau bạn, là cái người thứ nhất giới thiệu, người thứ hai, người thứ hai giới thiệu, người thứ ba, thì các bạn đã nhận được ba loại hoa hồng, hoa hồng từ ba người ở các tầng khác nhau. Đa cấp là như vậy, đẳng cấp là như vậy đúng không? Là cấp 1, cấp 2, cấp 3 đó, và các bạn chỉ nhận được ba cấp thôi, không nhận được nhiều hơn ba cấp nha. Đó là cái sản phẩm, đó là cái tính chất đa cấp của công ty này, là giới thiệu người, cái người F1 của bạn giới thiệu thì bạn được 15, F2 giới thiệu, F2 tức là người F1 đẻ ra F2 thì bạn được 10%. Bạn chẳng biết người F2 là ai cả đúng không? Tương tự F3 vậy. Đấy, đấy là cái thanh toán này. Thì cái này đấy, các bạn sẽ được nhận vĩnh viễn trọn đời nhá, vĩnh viễn trọn đời. À, cứ người ta có thu nhập thì các bạn lại có thu nhập, về tính trên 10 năm, tính trên 10 và 5 10 15 trăm của những người đi sau bạn. Đấy, nó còn đa cấp là như vậy. Bạn nó gọi là một cái khoản tiền thụ động, các bạn gần như là không phải làm, các bạn cũng được nhận một cái khoản lương, bởi vì là các bạn cái khoản lương là phần hoa hồng các bạn đã giới thiệu người khác. Thì cái loại tiền thưởng thứ năm là cái tiền thưởng dành cho chức vụ hay là cấp vụ khi các bạn tham gia ở một cái công ty hay bất cứ một cái loại hình kinh doanh nào ấy, thì các bạn sẽ được tăng cái cấp độ theo thời gian. Khi các bạn tăng theo cấp độ thì sẽ được cái tiền theo thời gian, đúng không? Tiền ví dụ như các bạn đạt cấp độ bạc VR thì các bạn sẽ được 100 đô. Cấp độ bạc SV các bạn được 300 đô. Đấy, tăng theo thời gian, làm lâu thì được cái này. Thế nhưng mà cái này nó lại dựa trên cái nhánh trái nhánh phải. Điểm của cái nhánh trái nhánh phải đây. Điểm nhánh trái nhánh phải đây. Đấy, cái điểm nó phải đạt yêu cầu này. Đạt yêu cầu này thì các bạn mới được nhé. Chứ còn không phải là các ông cứ làm lâu năm là được. Mà cái điểm này nó phải được. Có những người làm 15, 100 năm cũng thế thôi, không được. Bởi vì là cái điểm của họ không hề được, họ có phát triển hệ thống đâu, họ phát triển đâu mà đạt được. Thế như Sapphire lại cũng vậy, Ruby Hồng Ngọc vậy, những cái điểm số rất là cao. Đây, điểm số rất là cao. Vì 10.000 đô một tháng, 20 triệu một tháng riêng cái tiền thưởng này không rồi. Là nó rất là nhiều tiền, cái thu nhập người rất là khủng rồi. Thì cái người đó phải làm được rất là nhiều, phát triển hệ thống, phát triển đội nhóm rất là nhiều, thì hai bên này nó mới đạt được con số như thế này. Đấy, như thế này, hai bên tiêu thụ rất nhiều sản phẩm cho công ty rồi thì mới được cái tiền thưởng như vậy. Đấy, các bạn như thế. Và Việt Nam mình đã có những người đạt đến cái cấp độ kim cương diamond này nhé, kim cương diamond. Một cái sự duy trì tiếp tục mua hàng, tức là 20 DV, thành tích một cá nhân. Thực ra thì công ty này ấy, nó không muốn cho những người mà tham gia công ty lâu năm. Ông giới thiệu được nhiều người đến công ty và ông được hoa hồng của công ty và ông không làm gì nữa, ông không làm gì với công ty cả, ông cứ ăn và làm mợ chờ là có những người đến sau mình họ làm việc, họ phát triển hệ thống rồi họ ấy, rồi mình sẽ được lương. Nhưng công ty sẽ không trả lương cho những người lười như vậy, những cái người mà nghĩ rằng là đa cấp là như thế, đa cấp là không làm gì cũng có tiền, những người như vậy. Nên công ty sẽ bắt người đó phải bỏ tiền túi ra mua một sản phẩm hay là mua một vài sản phẩm với giá trị là 20 BV, tương ứng khoảng một triệu đồng, để cho ông mới được nhận các hoa hồng, nhận ba loại hồng bên dưới, hoàn hoa lại tiền thưởng hỗ trợ, tiền thưởng phần thưởng nổi bật và tiền thưởng thăng cấp thì ông mới được nhận. Đấy, còn không đấy, các ông chỉ nhận được phần thưởng doanh số bán hàng và phần thưởng giới thiệu 10% mà thôi. Đấy, 10% các bạn giới thiệu cho hàng 10%. Thế nên là nó yêu cầu các ông phải tiếp tục duy trì mua hàng của công ty. Thực ra cái này thì nó quá là dễ làm rồi. Còn nếu các bạn hay tay ra, hay gội đầu, dưỡng da, tắm bằng sữa tắm rồi các thứ này, thì mua hàng của công ty khoảng 1 triệu để dùng, khoảng 20 DV để dùng để duy trì cái thành viên tích cực trong công ty thì nó quá đơn giản nha. Tức là không muốn mình mua hàng của các hãng khác mà chỉ mua cho Zcook thôi, để gọi thành viên tích cực. Thì ở đây nó sẽ có một cái tờ để
Tóm gọn tất cả những gì mình đã nói. Tóm gọn tất cả những gì mình đã nói nhé. Thứ nhất là giới thiệu công ty là công ty xếp hạng A cộng này. Top 10 doanh nghiệp xã hội chứng nhận B Corp này, một chứng nhận quá tuyệt vời này. Doanh nghiệp cho xã hội, tất cả là vì xã hội thì gọi là B Corp. Tiền cũng lợi nhuận cũng biết vớt lại Việt Nam để Việt Nam là từ thiện, quá là tuyệt vời. Sản xuất chủ yếu là 5 loại sản phẩm, công ty sản xuất 5 loại sản phẩm này. Sản phẩm mỹ phẩm là 1, chăm sóc sức khỏe là 2, cá nhân là 3, chăm sóc gia dụng, chăm sóc nhà bếp, chăm sóc tẩy rửa rồi các thứ kính cung các thứ tất này, rồi là cuối cùng là sản phẩm kiêng ăn, đó cà phê kiêng ăn nhé, cà phê kiêng ăn các bạn, cà phê kiêng ăn sản phẩm cà phê kiêng ăn rất nhiều sản phẩm tốt. Tiếp theo là các chứng nhận GMP CMP mình đã chia sẻ từ đầu rồi, đây là chỉ là tổng hợp thôi. Và tiếp theo là công ty đã đạt giấy phép kinh doanh tại Việt Nam là 61 đến 63 tỉnh thành, quá là tuyệt đỉnh rồi, đó 61 63 tỉnh thành, chưa một công ty làm đa cấp MLM nào mà lại được như là Zikup cả. Tiếp theo là trụ sở chính thì ở tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thì các bạn sẽ thấy là đa phần các công ty làm đa cấp ấy, thì không xin được 61 thì sao mà tỉnh thành, thì họ chỉ làm một cái trụ sở chính thôi, một cái trụ sở chính ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng công ty cũng rất ngược đời, đó là khi họ xin được kinh doanh ấy thì họ đặt trụ sở chính tại Hà Nội trước, họ muốn tập trung cho người miền Bắc trước và muốn thay đổi cái tư duy của người miền Bắc về cái lĩnh vực đa cấp, và cũng như là họ nằm gần thủ đô, họ nằm gần thủ đô thì các cục thuế rồi là kiểm tra rồi là các cục này cục kia họ dễ đến trực tiếp chỗ cái công ty, họ rất là gần với cái ban đầu não chính phủ Việt Nam ấy, thì họ muốn chứng minh là họ làm ăn trong sạch, làm ăn tốt, tức là họ sẵn sàng, tức là người ta nói là gần mặt trời thì rát mặt đúng không, nên là thường là các công ty khác là muốn vào Thành phố Hồ Chí Minh để tránh ra bộ não nhà nước, bộ đầu não nhà nước, tức là gần mặt trời thì nó rát mặt, gần cái bóng đèn như này nó rất là nóng đúng không các bạn, người ta thường phải đi xa xa ra thì, nhưng mà công ty thì cũng ngược lại, họ cứ phải tiến gần vào. Đấy, họ chứng minh họ là một công ty tốt. Công ty sẽ chia sẻ cho những người tham gia làm thành viên trong công ty với 5 loại thu nhập. 5 loại thu nhập, loại thu nhập nhất là các bạn mua một cái sản phẩm về, các bạn bán lại người khác, bạn có quyền lại 30% giá trị sản phẩm. Rồi loại thứ hai là sản phẩm loại thứ hai là cái thu nhập giới thiệu, tức là các bạn giới thiệu người khác mua một cái gì đó của công ty, mua con mỹ phẩm hay một cái đồ ăn, đồ uống, đồ dùng gì đó của công ty, thì công ty sẽ tặng lại cho bạn 10%. Đấy, 10% giá trị sản phẩm, không phải là 10% lợi nhuận sản phẩm mà 10% giá trị sản phẩm. Và các bạn thấy là các bạn càng giới thiệu nhiều cho nhiều người mua thì các bạn sẽ càng được nhiều cái phần thưởng này, là từ 10 đến 20% hoa hồng giới thiệu. Đấy, ví dụ như tôi đây, tôi là anh vàng này, tôi giới thiệu cho rất nhiều các anh khác. Ví dụ như năm anh này mỗi anh là đã cho tôi 100.000 rồi, vì mỗi anh mua 1 triệu mà, thì tôi được 500.000 rồi. Đấy, ví dụ như vậy, rất là đơn giản thôi. Thì cái điểm giới thiệu này này, thì cái nếu như các bạn 10% là mua dưới 1.000 PV, à, tức là mua dưới 40 mấy triệu này, 40 mấy triệu, còn mua trên 40 mấy triệu, 50 triệu thì sẽ làm được 20%. Ít người ta mua thì các bạn được 20% lắm, người ta chỉ mua thì các bạn được 10% thôi. Nè, tiếp theo là nhánh nhỏ 12%, nhánh nhỏ 12% này thì mình chia sẻ cái trên kia rồi, tức là gì, tức là khi các bạn xây dựng được cái hệ thống làm đa cấp thì nó sẽ có bên trái bên phải, bên trái các bạn không phải làm, mà bên trái là những người trước đó họ cứ vất xuống bên trái các bạn, còn các bạn chỉ làm bên phải thôi. Khi bạn làm bên phải thì họ sẽ so sánh bên trái bên phải, thường là bên phải sẽ yếu hơn, thế mà sẽ yếu hơn bởi vì là bên trái là hợp lực của rất nhiều người, còn bên phải là các bạn chỉ một mình, có thường là bên phải sẽ yếu hơn, thì các bạn làm được bao nhiêu các bạn sẽ vất hết ở bên phải này, các bạn sẽ được 12%, 12% cái điểm tích lũy của cả nhóm. Ví dụ bạn làm chia cho 10 người, 10 người này mà họ hoạt động mỗi người mua 200 BV, 200 điểm tích lũy của cái trận thứ nhất vào đây. Rồi tiếp theo là thứ tư là thu nhập trên thu nhập, thu nhập trên thu nhập đúng không? 15, 5, 10, 15 đúng không? 5, 15. Người F1 các bạn được 15, người F2 các bạn được 10, F3 là 5. Tức là người F1 là người các bạn trực tiếp giới thiệu ra, họ kiếm được bao nhiêu tiền thì các bạn được 10%, 15% tiền lương của họ. Họ vẫn nhận đủ lương bình thường nhưng các bạn được 15% trên lương của họ, và các bạn được thêm. Còn cái người F1 này giới thiệu người F2 thì các bạn được 10, người F2 giới thiệu người F3 các bạn được 5. Ở thứ năm là tiền thưởng danh hiệu, khi các bạn làm việc lâu năm các bạn lan tỏa được ra thế giới, lan tỏa ra nước ngoài như Malaysia, Thái Lan, Indo, Ấn Độ, Trung Quốc này, thì các bạn xây dựng được nhiều cái hệ thống như vậy thì cái bên trái bên phải các bạn mua rất là nhiều điểm, bên trái bên phải nó rất là nhiều điểm thì các bạn sẽ được
phát triển lên và các bạn được thưởng danh hiệu nhé. Được thưởng danh hiệu thì danh được thưởng danh hiệu thì mình đã chia sẻ ở bên trên rồi. Được thưởng danh hiệu đây, được thưởng danh hiệu đây nhé. Đây đầu tiên là 100, 300, 600, 1.000, 2.000, 5.500, 10.000 để thưởng các loại danh hiệu. Diamond kim cương xanh này này rất hiếm người đạt được. Mình muốn chia sẻ với các bạn này, Z-Cup mới chỉ làm việc ở Mỹ, sau đó là làm việc đến Đài Loan và Nhật Bản. Chắc chắn là tại Hàn Quốc trước rồi, sau đó đầu tiên tại Hàn Quốc này, sau đến Mỹ, đến Đài Loan, Nhật Bản, tức là mới có hoạt động trên 4 nước rồi, sau đó là về Việt Nam là thứ năm. Hiện tại các thế giới là chưa có, và vì dịch Covid cho nên là công ty chưa phát triển ra quốc tế, nên các bạn làm bây giờ, các bạn làm bây giờ là cơ hội rất là tuyệt vời. Các bạn có thể giới thiệu ra nước ngoài, giới thiệu ra nước ngoài, ra quốc tế thì bạn sẽ có một thị trường rất rộng lớn để làm việc. Đấy. Thì nên là đạt cái danh hiệu tiền thưởng này nó cũng rất là bình thường thôi. Thưởng danh hiệu rất là bình thường, hai bên chỉ cần hai bên mua nhiều tiền thôi mà. Đấy, thì danh hiệu rất là bình thường. Thì đây là rất nhiều các spa đã tham gia phân phối sản phẩm, đây là một số các người đã tham gia. Đây, công việc physics được phát triển trong những năm vừa qua đây. Và tập này diễn ra rất là nhiều. Đây là một ông người Hàn Quốc này, ông về Việt Nam, ông làm thị trường này các bạn. Đây, công việc của dịch vụ phát triển. Đây các bạn nhìn thấy, quá tuyệt vời. Ông này làm Zoom meeting nhá. Các bạn nào mà muốn tham gia Zoom được ông này đào tạo và được các người đi trước mình đào tạo nhá, những người tuyệt vời hơn mình đào tạo được các bạn, thì các bạn liên kết với mình nhá. Mình sẽ mời các bạn vào Zoom, mời các bạn Zoom để các bạn được đào tạo và cùng với đó là biết đâu là chúng ta sẽ làm việc cùng nhau trong một nhóm. Rồi, ở đây là 10 lý do các bạn tham gia với Z-Cup. Thì mình chia sẻ một chút, đó là Z-Cup nó có cái tầm nhìn toàn cầu, một công ty có tính chất toàn cầu nhé. Như các bạn biết là Google cũng toàn cầu, Facebook toàn cầu, YouTube toàn cầu, Amazon cũng vươn lên toàn cầu, Z-Cup cũng vậy, không có tầm nhìn toàn cầu. Tiếp theo là áp dụng công nghệ 4.0, tức là Z-Cup bán hàng online, bán online, các bạn không phải ôm hàng, các bạn không phải mua hàng, các bạn thích các bạn mua, các bạn dùng thôi, các bạn không mua thì thôi nhá. Các bạn không phải ôm hàng mà nó là áp dụng công nghệ, nó không như các công ty khác bán máy lọc nước hay là bán các thực phẩm chức năng, nó bắt các bạn phải ôm hàng. Không, cái này không thế, các bạn không phải mất tiền tham gia, các bạn trở thành thành viên công ty các bạn không phải mất tiền nhá. Là nó áp dụng 14.0 tuyệt vời như vậy. Sản phẩm của nó là 300 sản phẩm được bán ra đa dạng và tái tiêu dùng nhanh. Tái tiêu dùng nhanh, ví dụ các bạn mua một cái cốc này, tập nói thật các bạn này, cái cốc này nhá, dùng 20 năm rồi. Bạn nhìn đấy, đố các bạn đi mua đâu cái cốc cổ như thế này, đố bạn đi mua không có cái cốc nào mà lại ngắn nhỡ nhỡ ngang ngang cái này đâu. Cốc này gần 20 năm rồi. Thế nên là tái tiêu dùng nhanh là gì? Tái tiêu dùng nhanh là như xà phòng tắm, là đồ ăn đồ uống, các bạn phải mua hàng ngày, các bạn sản phẩm tái tiêu dùng nhanh, như vậy thì các bạn mới nhanh bán được hàng. Tiếp theo là trả thưởng công bằng, trả thưởng công bằng. Sơ đồ nhị phân thì nó trả thưởng quá công bằng hơn rất nhiều so sơ đồ mặt trời, và công ty này đã rút ra rất nhiều cái sai lầm của các lĩnh vực LLM, tức là lĩnh vực đa cấp mà những công ty khác làm không được và làm sai, và làm đã làm và thất bại, thì công ty đã thay đổi rất là nhiều để trả thưởng công rất công bằng cho người nào. Tiếp theo là người lãnh đạo công ty, là người chủ tịch tập đoàn, là người rất tuyệt vời, đúng không? Người rất tuyệt vời, Lộc đã chia sẻ ở đầu video rồi, trong video giới thiệu công ty rồi. Và tiếp theo là đây là thời điểm vàng, bạn biết là mới phát triển trên 5 nước thôi, và mới khai trương tại Việt Nam được có mấy tháng thôi, khai trương tại Việt Nam được có 3 tháng thôi, từ tháng 7 hay trong từ tháng 7 2020 mới khai trương tại Việt Nam được có vài tháng. Thế cho nên đây là một cái thời điểm rất là tuyệt vời khi bạn tham gia Z-Cup, thị trường còn rất là rộng. Rồi đã được chứng nhận đúng không? B Corp rồi là GMBC, GMB rất nhiều cái chứng nhận của khác đó, chứng nhận khác, tất cả những sản phẩm được chứng nhận đó. Những sản phẩm nào mà được chứng nhận gì ấy, thì khi các bạn mua sản phẩm thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, họ sẽ xăm luôn này, họ sẽ có chứng nhận luôn trên đây, không có công ty nào giống như Z-Cup à, luôn luôn chứng nhận được viết trên bao bì luôn. Đây, đây nhá, đấy là cái sản phẩm công ty được chứng nhận rồi. Và các bạn là bây giờ đang Covid và sắp tới là sau Covid,
đó là cơ hội các bạn phát triển. Vì Covid nó đang làm cho người ta không không thị trường không thể bùng nổ nhanh được, đa nhân làm người ta phải ở nhà, thị trường không thể bùng nổ nhanh được. Nếu các bạn biết cái cơ hội này qua mạng và công ty cũng là một công ty kinh doanh qua mạng thì các bạn phải bùng nổ nhé, bùng nổ thì các bạn phải bùng nổ nó qua online một chút. Công ty này là một công ty rất tuân thủ luật pháp của nhà nước nhé, công ty rất tuân thủ luật pháp của nhà nước, cho nên nhà nước mới cho cấp phép 61 thì sao bạn hình thành, các bạn phải biết rồi. Nhà nước cũng tốt cho nhân dân thôi. Sơ đồ đột phá và dễ làm. Sơ đồ đột phá dễ làm là một sơ đồ nhị phân. Đây là một cái câu nói tích cực. Đây, sơ đồ nhị phân và sơ đồ dễ làm này. Khi bạn giới thiệu này, giới thiệu một cái người bạn này, nếu bạn biết câu hỏi này, bạn nên tham gia sớm một chút. Các bạn không cần phải mua hàng, các bạn không cần phải bỏ tiền ra để đăng ký thành viên. Các bạn cứ đăng ký thành viên để các bạn đến trước người khác đó. Đến trước người khác thì đó là một cái cơ hội tốt để khi các bạn, nếu như các bạn quyết định tham gia và làm việc với Zcoop ấy, thì nó sẽ tạo nên một cái chân hai à, tạo nên hai chân đúng không, bên trái bên phải so với nhau, thì các bạn sau này lên cái danh hiệu đấy, cái tiền thưởng thứ năm lên cái danh hiệu rất là tốt, bởi vì là cái tốc độ phát triển của cái lĩnh vực MLM thì các bạn biết rồi, khi mà nó bùng nổ thì nó sẽ rất nhanh. Đây, và mình chia sẻ một chút qua cái này, qua hình ảnh này, đó là những kẻ vô sản đang không chỉ sới, tức là những cái trang web công nghệ 4.0 đang phát triển rất là mạnh đúng không? Zcoop họ đang áp dụng cái này. Các bạn biết là những cái công ty này bây giờ đều là tỷ phú của thế giới rồi. Và những đối tác làm ăn với những công ty này đúng không? Đối tác làm ăn với những trang web này đều là những người có mức thu nhập tốt đúng không? Thì Zcoop cũng hướng đến như vậy. Thì là một cái chia sẻ của mình sẽ kết thúc ở đây. Và ước mong là Zcoop nó sẽ có một cái ảnh hưởng gì đó trong các bạn và được các bạn yêu mến đến. Các bạn muốn tìm thêm hiểu thêm công ty gì, các bạn muốn tìm hiểu thêm những thông tin gì, các bạn có thể liên kết với Lộc nhé. Và ước mong là chúng ta sẽ trở thành một đội, nếu như ta có thể, và biết đâu Lộc sẽ được nhận những cái lời cảm ơn các bạn khi các bạn đăng ký thành viên qua mã số của Lộc. Và Lộc ước mong là như vậy. Thì cái cuối cùng nữa là nếu các bạn muốn tham gia Zoom, muốn tham gia tìm hiểu cái gì cũng muốn như tham gia nhận được nhiều chia sẻ, sự đào tạo của những người tốt hơn Lộc rất là nhiều, thì bạn hãy liên kết với Lộc nhé. Đấy, ước mong như vậy. Và hy vọng cuối cùng là các bạn sẽ tham gia đăng ký thành viên dưới mã cái mã số của Lộc, tức là qua Lộc nó sẽ giúp các bạn đăng ký thành viên nhé. Hãy liên kết với Lộc, có Facebook của Lộc bên dưới này, có số điện thoại của Lộc bên dưới là Zalo này, các bạn hãy liên kết với Lộc nghe nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.